Mùi câu cá trê. Sau khi nhắm rượu nhậu nhẹt, nhớ bớt lại vài cái miếng miếng dồi này. Bên trong tất cả cái phần mà nhồi bên trong miếng dồi này là mình bóp nhuyễn ra với cơm nguội. Bỏ cái vỏ ra. Bóp nhuyễn với cơm nguội làm mồi xả xuống dụ cá trê. Còn những cái vỏ của nó này móc vào lưỡi câu thả xuống, bạn câu được cá trê ngay tức khắc. Nhưng mà phải chắc chắn rằng là đấy có cá trê thì mới được, không có là cá khác nó ăn thôi. Nhiều thứ cá có thể ăn cái này lắm, ví dụ như cá chim chẳng hạn, có đến ngay cá mấy thứ cá da trơn nó đều thích cái này, nhưng mà đặc biệt là chỗ nào có cá trê câu cái này cực kỳ hiệu quả.